ơi, cho em hỏi. Tâm sự bạn bè 1900599830 xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Em đỡ có lòng rồi. Em cũng lo lắng quá, không biết phải làm gì bây giờ. Tôi hiểu rằng là lúc này bạn đang cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, bạn cần bình tĩnh và chúng ta sẽ cùng trao đổi. Vâng, em cảm ơn chị. Em biết em